Chào tất cả các bạn cùng đến với Kinh Ý Lực Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Luca chương 6 từ câu 6 tới 11 của ngày thứ hai thuộc tuần 23 mùa thường niên và bài suy niệm sau đây. Một ngày Sa-bát khác, Đức Giê-xu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó, các một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-si-ô rình xem Đức Giê-xu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế nên bảo người bại tay: "Anh hãy trỗi dậy ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-xu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?" Người rảo mắt nhìn họ tất cả rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra." Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-xu không. Lời của Tin Mừng, ngợi khen Chúa Kitô. Các bạn thân mến, đoạn Tin Mừng hôm nay tường thuật lại cho chúng ta về câu chuyện Chúa Giê-xu chữa người bại tay vào ngày Sa-bát, hay còn gọi là ngày hưu lễ, nên đã làm cho những người luật sĩ và biệt phái rất khó chịu và không chấp nhận những gì mà Chúa Giê-xu đã thực hiện. Nhóm luật sĩ và biệt phái trong thời Chúa Giê-xu là những con người chỉ sống bằng hình thức giả dối bề ngoài mà quên đi bản chất việc làm của Chúa Giê-xu. Bản chất việc chữa bệnh của Chúa Giê-xu được xuất phát trước hết từ một điều cốt lõi, đó là Thiên Chúa là đứng yêu thương, Ngài là đứng giàu lòng thương xót. Người Pha-ri-si và luật sĩ thì không hiểu như vậy. Họ chỉ vì do động lực của hận thù, ghen ghét và vì sợ Chúa Giê-xu lật tẩy sự giả dối và ác tâm của họ trước dân chúng, nên họ luôn tìm mọi cách để bắt bẻ buộc tội Chúa Giê-xu. Khi hiểu được ý đồ đen tối của luật sĩ và biệt phái, nên Chúa Giê-xu đã hỏi họ: "Tôi hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay giết chết?" Như chúng ta biết, Chúa Giê-xu cũng đã từng nhiều lần khẳng định với tất cả mọi người rằng Ngài không đến để phá bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn. Tin Mừng Thánh Ma-thêu chương 5 từ câu 17 tới 18. Và Ngài đến để làm cho luật được trọn nghĩa, là đem lại cho lề luật một ý nghĩa tích cực hơn, một nội dung của tình yêu. Nếu không có tình yêu thương trong khi thi hành luật lệ thì thưa các bạn, lề luật chỉ còn là một cái xác không hồn. Vậy chúng ta cùng cầu nguyện lạy Chúa xin cho đời sống đức tin của mỗi người chúng con không phải chỉ đóng khung trong nhà thờ, không lệ thuộc câu nệ vào luật lệ, nhưng được luôn ý thức thực hiện một cách cụ thể trong đời sống hàng ngày qua bác ái yêu thương, luôn sẵn sàng giúp đỡ những anh chị em của chúng con. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và chúc các bạn có thêm được một ngày mới được tràn đầy an vui.